Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Yeah. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Yeah. Tôi tên là Dương Mỹ Quỳnh Anh. Em là tên Đỗ Thế Em. Yeah. Hai vợ chồng anh chị là quê quán ở đâu đây? Yeah, ở Sa Đéc. Đồng Tháp. Đồng Tháp. Yeah. Hai vợ chồng mới từ Đồng Tháp lên Bình Dương. Yeah. Mình đi hồi nào đấy anh chị? Yeah, đi hồi lúc 2 giờ khuya. 2 giờ khuya ngày hôm qua. Hôm nay. À, hôm nay. À, hôm nay. Đi xe máy hả? Dạ. Em nhìn thấy anh có vẻ phờ phạc mệt lắm rồi kìa. Dạ. Mình mất ngủ. Anh lái xe đó, em ngồi sao cũng đã mất ngủ. Đi hai chồng đi suốt lên đây luôn. Hai chồng không muốn cái chữ nữa, cứ đi đâu hỏi đó thì chỉ em hãy gửi anh chồng vậy đó gì đó. Thấy anh có vẻ rất mệt ha. Dạ. Thôi cố gắng đi xong rồi mình ra mình nghỉ ngơi cho khỏe đi cho mình về nhá. Dạ. Đang buồn ngủ vậy chạy xe về nguy hiểm lắm. Dạ. Vậy là hôm nay hai vợ chồng anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải là tìm con đúng không ạ? Dạ đúng rồi, tìm hai đứa con gái. Hai đứa con gái? Hai đứa. Dạ. Trời đất ơi. Hai đứa bỏ đi một lần. Dạ. Bé chị cầm đó là bé tên gì? Dạ, Dương Thị Quỳnh Anh. Đó, chúc anh Thư, Dương Thị Anh Thư. Bé nhiêu tuổi rồi? Nó 16 tuổi. Còn bé anh trai cầm là tên gì? Dạ, Dương Thị Trúc Quỳnh đó. Dương Thị Trúc Quỳnh. Dương Thị Trúc Quỳnh đó. Bé nhiêu tuổi? Dạ, 15 rồi. Vậy là bé 16 tuổi, dạ. Bé 15. Dạ. Liền nhau ha. Ừ. Con nhà mình, hai con nhà mình là còn đi học không? Nó nghỉ này được 2 năm nay rồi. Trời đất ơi, sao nghỉ sớm vậy? Không biết sao, đóng được trường rồi xong cái nó học, cái nó nói mẹ con học không nổi không vô nữa. Con cũng thầy xuống nhà tìm kiếm mà nó không chịu đi học. Học hết lớp mấy đây? Hết lớp 7 à. Là cả hai chị em đều hết lớp 7 là nghỉ hả? Hết lớp 7 là nghỉ. Anh chị được mấy người con? Mẹ ba đứa, một thằng trai với hai đứa con gái. Còn bé út nữa hả? Dạ, út nó đang 11 tuổi. Hai con nhà mình bỏ đi lâu chưa? Bỏ đi bữa 28 tây tháng trước. Cái này nó được 1 tháng. 28 tây tháng 8. Ờ, tháng 8. Hôm nay là 28 tây tháng 9. 9 được 1 tháng. Trời đất ơi. Sao đi lâu vậy mà rồi hôm nay mình mới lên đấy? Em không biết Hải đâu, có nhờ bà có bà gì á. Ờ, sớm á, bà cũng coi cái clip này. Bà nói em con ơi, giờ để gì chỉ con lên tìm chú Hải đi. Hải tìm giùm cho chứ giờ cứ đi không tin ai chỉ đâu tìm đó à. Mà chỉ tìm hoài không ra, rồi cái thằng ra đợi chờ cái thời gian cứ giờ luôn á. Nó dài. Cái thời điểm con đi là con đi ở quê hay là ở đâu? Ở tại nhà quê đó. Tại nhà luôn. Vậy là trước giờ anh chị lập nghiệp tại Sa Đéc Đồng Tháp. Dạ. Ở nhà quê em bên đó. Hai bé có làm việc gì ở quê không? Không, không có làm gì ở quê chứ. Nó còn đi học, cái đó nghỉ ở nhà cái em mua đồ bán cái phụ em. Phụ gì? Phụ bán á, bán món ăn á. À, nhà mình làm kinh doanh hả? Ừ, bán ở nhà. Không phải kinh doanh như vậy là có sẽ có tiền nhiều mình bán ở hàng kiếm bán chút đỉnh lại 100-200 ngàn vậy đó. Có một cái hẹ nhỏ vậy á. Vậy tốt rồi, tuyệt vời. Ờ, cái em nhờ khi nó phụ tiếp. Mình nó cũng muốn ra phụ bình thường. Xong cái trưa kêu em nó thôi mẹ mình đi nghỉ trưa đi. Để con đi ra phụ cho. Mà nó nghỉ trưa xong cái nói gì mẹ em xin đi con chạy nước uống nha mẹ. Cái em nói thôi vậy một chén uống ở nhà có thì uống chi. Nó không cho thì tiên uống về liền. Mà đi xong cái hả tới chiều tới trưa em thấy không về em điện thoại thì nó hơi bao luôn. Điện không được. Là cả hai chị em đi luôn. Dạ. Hai chị em đi là mang theo những thứ gì đi? Có bộ đồ với cái điện thoại, là mỗi đứa cái điện thoại với bộ đồ vậy đó. Đi có nhắn gửi gì với ba mẹ không? Không, nhắn tin gì cho em chưa? Một tháng trời này là con có gọi điện được không? Dạ không. Nó biết số thì địa chỉ nhà ở trên mà nó không gọi, không nhắn tin luôn. Trời ơi. Với nhờ anh giúp. Hai bé là cao 1m7 đây. Con nhỏ lớn này nó lùn hơn hai em chút. Cỡ 1m67 gì à? 1m67 hả? Ờ, 1m67. Thì nhỏ này nó lùn hơn cái này. 1m67 là cao đấy nhá. Không, là không, cái này cỡ 1m50. Còn cái này cỡ 1m5, 1m56 gì. À, nặng nhiều ký chị? Nặng nó 3 mấy ký à. Bao nhiêu? 3 mấy ký à. Cái gì? 35-37 à hết à. Sao ốm vậy? Dạ, lớn nhất à. Ai có gì xíu xíu à. Cứ nằm cho con mình dây giá thời gian nghe thì nó không bự. Tính tình của hai con nhà mình có ngoan không? Ngoan nghe lời lắm. Nó không có mà quậy phá gì hết sớm hết trơn á. Trước giờ có bỏ đi lần nào như vậy chưa? Chưa. Chưa đi lần nào hết. Trước có dặn cái nó đi vòng rồi có vậy cũng được. Ở nhà bạn một ngày hai cũng về nhà. Bạn xin lại đó anh chơi cũng về. Tiếng này sao mà thấy đi mất tịch luôn lâu không nghe tin tức gì hết. Con nhà mình đi như vậy á, là mình đang nghi ngờ đi vì điều gì đấy? Em sợ người ta dụ, nó còn sợ dụ cho là tại nó cũng nói á, dưới nhà hoài là nó để đi làm, kiếm việc làm. Làm kiếm tiền hả? Ừ, kiếm tiền, để nó sắm, nó mua gì nó mua, không em khỏi cho nó.
nhưng mà em sợ nghe được người ta dụ làm đi làm không có tiền anh, thấy nó nghe lời đi theo người ta, bởi vậy em sợ lẫn đi theo người ta dụ mà. Hai bé ở nhà bấm điện thoại nhiều không? Nhiều, trên điện thoại nhiều lắm. Điện thoại ai mua cho? Gọi là có một đứa con gái đó nha, là của bạn đó, bạn mới cho nó mượn, rồi cái nó xài còn nhỏ nhỏ thì em mua. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. Người yêu hả? Mà thằng đó ở sớm mà nó nghĩ là quen thôi, mình biết. Ngoài người yêu ga lăng vậy hả? Tại thằng nhà đó nó cũng ở gần sớm mà. Quen bé đầu hả? Quen lâu rồi. Ý là quen bé lớn hay bé nhỏ? Bé lớn này nè. Bé lớn là 16 tuổi. 16 tuổi. Quen được lâu chưa chị? Kia nó 18 tuổi. Quen được lâu chưa? Quen đây cũng được năm mấy 2 năm rồi. Nhưng mà cũng gửi chỉ bình thường, cũng như nó lên nhà nó chơi rồi cũng tới luôn, mình cũng hiểu cũng biết vậy đó. Mình có xe hỏi cái bạn đó chưa? Có gần gần hỏi cái rồi sớm nó rồi nhắn tin gì cái họ nó kia nó con cũng tin tức ở đâu luôn nữa, rồi giờ nó bỏ đi Sài Gòn nó làm, nó cũng không có nghe đi làm. Bỏ đi Sài Gòn lâu chưa? Bỏ lúc mà hình như là nó tôi phải trường học sinh học lại á. Tức là cái thời điểm đó con nhà mình đã bỏ đi chưa? Đi rồi. Được bao lâu thì cái cậu kia bỏ đi? Khoảng đâu đi nhà này đi khoảng đâu một tuần gì đó, ở tới này đi. Mình thấy bất thường không? Mình có thấy bất thường không? Dạ không ạ, chứ không ngày ở sớm, hàng ngày nó hơi sớm tới bên em luôn. Hôm nay tại vì mình sớm về mình biết nó về nhà, mình biết tình nhà đó. Đánh nó quay lên tới hôm nay rồi. Mình biết nó. Em đi cạn rồi đó. Gia đình nhà mình có cấm cản gì cái chuyện tình cảm của bé không? Dạ không. Không ha. Dạ. Tại mẹ còn nhỏ quá, đợi nó cho nó quen đi, cho đủ tuổi mình tính với nó chứ đâu có cấm cản gì. Tính cách của hai đứa con nhà mình là đều ngoan hết hả? Dạ. Nghe lời hả? Dạ. Thường thường các bé là hai bé xài một cái điện thoại hay là mỗi đứa 10 cái? Dạ, mỗi đứa 10 cái. Mỗi đứa 10 cái hả? Dạ. Có hay lên mạng xã hội chơi các trang mạng không? Nó hay chơi, nó không có chơi gì mà chỉ nghĩa là nó đăng hình á, chụp hình TikTok á, đăng hình nó chơi gì thôi à. Có chơi game không? Không, không có chơi game. Vậy là cứ chơi tốt tốt vậy hả? Dạ. Tốt rồi đăng hình như kia lên thôi, cảnh là đẹp, chụp hình vậy thôi. Anh chị có bao giờ thấy con nhà mình nhắn tin hoặc là gọi điện cho ai đó không? Dạ, ít lắm rồi. Có nhắn tin gì nữa thì đâu nhắn tin cho cái hàng bạn nó nói. Nhắn tin vợ chồng anh chị đâu biết được đâu. Không dạ. Có biết đâu, ông mình không biết chữ mà nó cũng tham gia tới biết nữa. Hai vợ chồng anh chị đều là không biết chữ hết hả? Dạ. Chị là sinh năm nhiêu? 1987. Còn anh? Còn em 1990. 90? Dạ. Chị 87, anh 90 hả? Dạ. Em thì đi làm bốc vác, lo làm tấu ngày, làm lụm ăn, làm này làm kia đó. Ai thuê gì làm nấy đúng không? Dạ. Ở quê thì kiếm cái đồng tiền thì nó hơi cực ha, dạ. Hơi khó khăn, dạ. Nhưng mà dù gì thì cũng ở quê thì gần nhà gần cửa bà con, dạ. Có chồng xóm có anh em, dạ. Còn chị là buôn bán, là mình buôn bán kiểu quán ăn đúng không, dạ. Cái kiểu bún biết phải không, dạ. Mà bún ở dưới quê thì chất lượng lắm, dạ. Thứ nhất là rẻ mà nó đồ ăn nó nhiều, dạ. Tại vì thường thường em cũng hay đi miền Tây lắm, dạ. Dưới đó thì hay bán bún cá đồ. Dạ. Em bán bún gà. Bún gà hả? Bún gà. Em thì em thấy ở bà con thì đã bán bún cá nhiều tô thì cũng 12, 15 ngàn tô. Dạ. Cái đầu cá chả bán lửa luôn. Dạ. Cái miền Tây cũng vậy. Rẻ hả? Dạ. Mà người miền Tây thiệt tình lắm. Dạ. Dễ thương. Tới giờ phút này hai con của anh chị đi, anh chị có sợ rằng là bị bạn lừa? Dạ em sợ đó. Sợ? Em sợ đó. Sợ chơi điện thoại để quen biết trên mạng xã hội thì bị người ta dụ dỗ đi. Để làm những công việc nhiều tiền, mình có sợ không? Tại nghe con những đồ đi làm, em sợ như người ta nói có làm mà có tiền nhiều á, là nó ham nó đi theo người ta đó. Bởi vì các bé này tuổi đời rất nhỏ, yeah. Nó chưa biết một cái gì hết. Nó đã từng đi ra bên ngoài đâu mà nó biết, nó có va chạm gì đâu. Yeah. Nên mà ai đó chỉ cần mở lời ra dụ dỗ nó, cám dỗ nó, nói rằng là bên ngoài làm tháng từ mấy 20 triệu, yeah. Ăn ngon mặc đẹp, việc nhẹ, tiền nhiều, yeah. Đi làm đi để lấy tiền gửi về cho ba mẹ, sẵn sàng đi liền, yeah, rất rất sợ những cái trường hợp đó. Bởi vì các bé cái tuổi này rất là hiếu động, nó không có biết được cái gì để nó đề phòng, nó cảnh giác hết. Cái sự việc này anh chị đã báo công an chưa? Dạ rồi, nó đi trong ngày đó là lên báo liền luôn. Dạ. Báo. Vậy là bây giờ cơ quan chức năng công an ở Đồng Tháp, yeah, đã vào cuộc, yeah, và đang đi chia tìm kiếm cái thông tin. Dạ, đúng rồi, thông tin nghe em đi thôi. Chị hãy nói một cái điều gì đó với hai con của chị đi. Hy vọng hai con của chị đang ở đâu xem được video này sớm qua trở về với ba mẹ. Dạ. Chị nói chuyện với con chị. Bây giờ hai đứa con ở đâu á, sớm quay về với mẹ với cha nha. Gọi tên hai đứa con cho từng đứa một. Tiền với Ngọc nè, nó đặt mà mẹ quay clip mẹ
thấy cái này còn về với mẹ với cha với con. Về mẹ không đánh không kỳ gì con chứ á. Về làm đợi ở nhà với mẹ bán với mẹ nè. Cái này mày tiền con không lỏng ra, mẹ cứ đơn nhờ con hãy tiền giùm. Khổ quá. Thì hai mấy cái hát này mày mẹ nhớ hết con nhiều lắm. Quá khổ lắm. Ngọc, ghi nghe Ngọc, nghe nói với Ngọc. Anh hãy nói chuyện với con của anh. Hai đứa dạy vô cha mẹ rồi khóc. Cha mẹ không có la gậy gì đâu. Coi ấy coi có lấy cái lượng nhớ ấy dạy rồi con. Đấy mẹ mày nhớ rồi đó, cha mày nhớ lắm. Nhớ hai đứa ăn nó ngủ, ra mắt buông gì được. Có mẹ nhà, không đợi con về quay. Con gái nếu mà con xem được video này, đặc biệt là hai đứa con xem được video này, thấy cả ba cả mẹ của con lặn lội đi từ 2 giờ sáng từ Đồng Tháp đi xe máy đến Bình Dương để nhờ các chú đội hiệp sĩ Tinh Hải đi tìm hai đứa con. Thì hy vọng rằng hai đứa con đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về. Nếu tới giờ phút này mà hai đứa con mà theo bạn theo bè hoặc là nghe theo những cái người mà quen trên mạng xã hội để mà đi làm mà tới giờ phút này bị khống chế không cho các con về, thì các con hãy thật bình tĩnh, các con gọi về cho, thứ nhất là các con gọi về đường dây nóng của các chú các bác công an là 113. Sau đó là các con gọi về cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại là 0913785858 để các chú có cách có hướng để giúp con quay trở về một cách an toàn nhất và một ngày gần nhất nhà hai đứa con gái. Bởi vì hai con bây giờ tuổi rất là nhỏ mà đi ra bên ngoài thì rất là phức tạp, chưa từng va chạm, chưa từng biết cái gì ở ngoài ngoài đời. Mà đặc biệt hiện nay thì những cái đối tượng xấu rất nhiều. Hai đứa con thì nhìn nhan sắc có, bọn chúng nó đâu cần biết là tuổi nhỏ hay là tuổi lớn đâu, nó chỉ cần có lợi ích cho bản thân nó là nó sẵn sàng bắt ép khống chế các con để làm những cái công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật. Nên mong rằng hai con phải hết sức bình tĩnh, có xem được video này thì phải tìm đủ mọi cách để liên hệ với gia đình để gia đình có cách có hướng để mà giúp con quay trở về. Còn nếu cái trường hợp mà tới giờ phút này hai con mà theo bạn theo bè mà không phải bị người ta dụ dỗ thì hai con hãy nhanh chóng về, ba mẹ không có la dạy gì hai con đâu. Nên mà mong rằng là hai con xem được hãy sớm quay trở về, đừng để ba mẹ phải lo lắng bỏ hết công ăn việc làm để mà đi tìm hai con, điều đó thật sự rất là đau lòng. Còn những cái đối tượng nào, cô chú nào, thậm chí ông bà chủ quán nào mà đang dụ dỗ bé, khống chế bé, thậm chí là bắt ép bé làm những công việc không lành mạnh, những công việc vi phạm pháp luật, thì hãy nhanh chóng thả bé về trong ngày hôm nay và ngày mai. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không thả bé về, khi anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm ra được thì chắc chắn sẽ bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết sự việc. Bởi vì bé mới 16 tuổi, một bé 15, một bé 16, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Mà cái mức khung hình phạt thì từ 5 tới 10 cuốn. Nhưng mà mình xem được video này, mình hãy sớm thả bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố thì chắc chắn là đi xa. Cái sự việc của anh chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình là hết sức có thể. Và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nhé. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy hai bé như trong mình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như là tìm kiếm hai bé này để giúp cho hai bé sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Thì hôm nay anh chị lặn lội đường xá xa xôi từ một tỉnh rất xa ở miền Tây sông nước. Cảm ơn anh chị đã tin tưởng anh em. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm hai đứa con. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm hai đứa con mình về không? Dạ, đúng đấy. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn và rất nghẹn lòng. Thường thường thì các cô chú, các bậc phụ huynh về đây nhờ anh em thì chỉ một đứa con bỏ đi thôi. Những cái trường hợp nhà mình trường hợp đặc biệt. Cả hai đứa con, đặc biệt là hai đứa con gái bỏ đi cùng một lúc, cùng một lượt. Điều đó rất là lo. Bởi vì anh em ở đây lo, thứ nhất là các bé chưa đủ tuổi, chưa nhận thức được, chưa hiểu biết được, sợ rằng là gặp phải những đối tượng lừa đảo nó đưa vào những cái nơi mà hoạt động trá hình đó chị. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sợ rằng nó lừa, nó bán quá cao. Đó là cái điều rất sợ. Đúng ra là mình phải lên đây sớm hơn này, nó đi được một vài ngày là mình phải lên đây này. Em cũng nhờ người ta giới thiệu giúp chị giùm, chứ em không biết chợ không có coi hàng không biết chợ. Bây giờ là bà gì sớm mới chỉ giùm, bà gì sớm mới biết trên mạng qua coi rồi bà ra bà chỉ cho hai chồng. Bây giờ sớm là đi sớm rồi, không có bây giờ là cả một tháng trời rồi. Đúng rồi, một tháng rồi, bữa nay là một tháng rồi. Rồi hai vợ chồng chị cố gắng nhé, chúc cho vợ chồng anh chị thường lộ bình an về quê nhé. Và cái điều đặc biệt là hai con anh chị
quay trở về một người gần nhất. Yeah. Anh trai nhớ tí là ngủ đi một xíu đi rồi yeah. Về nha, đừng ôm gấp nha. Ngủ một chút cũng vậy. Ừ. Chứ đường xá xa xôi xe cộ phức tạp lắm nha. Nhớ ngày còn ai con thấy huyết này của mẹ, hai đứa về như mẹ. Về yeah, hai đứa con. Ba mẹ của lầy gầy ra gì chưa á. Còn hai đứa nó về được rồi, chứ nó đi thì mình cũng lo không được cứ yên á. Cứ cha mẹ hai đứa gái như chưa. Có tiền bạc cái là mượn tiền để đi á. Rồi cố gắng nha. Dạ. Chào hai vợ chồng anh chị, em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.